Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một số câu hỏi trắc nghiệm, ôn tập kiến thức cơ bản địa lý 12, ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đề số 4. Câu 1. Hai vịnh biển có diện tích lớn nhất nước ta là A. Vịnh Hạ Long và Vịnh Thái Lan, B. Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan, C. Vịnh Thái Lan và Vịnh Cam Ranh, D. Vịnh Cam Ranh và Vịnh Bắc Bộ. Chọn đáp án B. Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan. Câu 2. Biển Đông là biển bộ phận của A. Ấn Độ Dương, B. Thái Bình Dương, C. Đại Tây Dương, D. Bắc Băng Dương. Chọn đáp án B. Thái Bình Dương. Câu 3. Biển Đông thông với Ấn Độ Dương qua eo biển A. Eo Malacca, B. Eo Sia, C. Eo Gapa, D. Eo Kalimanta. Chọn đáp án A. Eo Malacca. Câu 4. Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có chung chủ quyền trên Biển Đông với Việt Nam là A. Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, B. Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, C. Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, D. Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Đông Timor, Philippines. Chọn đáp án C. Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines. Câu 5. Hướng chảy chính của dòng biển vào mùa đông trên Biển Đông là A. Đông Bắc, Tây Nam, B. Tây, Đông, C. Đông Nam, Tây Bắc, D. Đông, Tây. Chọn đáp án A. Đông Bắc, Tây Nam. Câu 6. Độ muối bình quân của Biển Đông là A. Khoảng 20-23 phần nghìn, B. Khoảng 25-28 phần nghìn, C. Khoảng 28-30 phần nghìn, D. Khoảng 30-33 phần nghìn. Chọn đáp án D. Khoảng 30-33 phần nghìn. Câu 7. Loại tài nguyên khoáng sản đã được khai thác từ Biển Đông và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta những năm gần đây là A. Than, B. Cát thủy tinh, C. Dầu mỏ và khí đốt, D. Muối. Chọn đáp án C. Dầu mỏ và khí đốt. Câu 8. Thiên tai thường xảy ra và gây nhiều khó khăn nhất cho việc khai thác kinh tế biển ở nước ta là A. Động đất, B. Sóng thần, C. Bão và lốc xoáy, D. Núi lửa. Chọn đáp án C. Bão và lốc xoáy. Câu 9. Quá trình địa mạo chi phối đặc trưng địa hình vùng bờ biển nước ta là A. Xâm thực, B. Tích tụ, C. Mài mòn, D. Xâm thực, bồi tụ. Chọn đáp án D. Xâm thực, bồi tụ. Câu 10. Điều kiện tự nhiên cho phép triển khai các hoạt động du lịch biển quanh năm ở vùng A. Bắc Bộ, B. Bắc Trung Bộ, C. Chấm Nam Trung Bộ, D. Chấm Nam Bộ. Chọn đáp án C. Nam Trung Bộ. Câu 11. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi A. Vị trí địa lý, B. Vai trò của Biển Đông, C. Sự hiện diện của các khối khí. Để tất cả đều sai. Chọn đáp án A. Vị trí địa lý. Câu 12. Vai trò của biển đến khí hậu nước ta trong mùa đông là A. Làm giảm nền nhiệt độ, B. Mang mưa đến cho khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, C. Tăng độ ẩm, D. Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô. Chọn đáp án D. Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô. Câu 13. Lượng mưa trung bình năm trên lãnh thổ nước ta dao động trong khoảng A. 500-1000mm, B. 1500-2000mm, C. 2500-3000mm, D. 3000-4000mm. Chọn đáp án B. 1500-2000mm. Câu 14. Đặc trưng nổi bật của thời tiết miền Bắc nước ta vào đầu mùa đông là A. Lạnh và ẩm, B. Lạnh, khô và trời quang mây, C. Nóng và khô, D. Lạnh, trời âm u nhiều mây. Chọn đáp án B. Lạnh, khô và trời quang mây. Câu 15. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào Nam về mùa đông có thời tiết đặc trưng là A. Lạnh và ẩm, B. Lạnh và khô, C. Nóng và khô, D. Nóng và ẩm. Chọn đáp án C. Nóng và khô. Câu 16. Hướng thổi chiếm ưu thế của Tín Phong nửa cầu Bắc từ khu vực dãy Bạch Mã trở vào Nam từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là A. Đông Bắc, B. Tây Bắc, C. Tây Nam, D. Đông Nam. Chọn đáp án A. Đông Bắc. Câu 17.
Hướng gió chính gây mưa cho đồng bằng Bắc Bộ vào mùa hè là A. Tây Nam, B. Đông Nam, C. Đông Bắc, D. Tây Bắc. Chọn đáp án B. Đông Nam. Câu 18. Kiểu thời tiết lạnh và khô diễn ra ở miền Bắc nước ta vào khoảng thời gian A. Tháng 11, 12, 1, B. Tháng 12, 1, C. Tháng 1, 2, 3, D. Tháng 10, 11, 12. Chọn đáp án A. Tháng 11, 12, 1. Câu 19. Tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tới vùng núi đá vôi được thể hiện A. Là bề mặt địa hình bị cắt xẻ mạnh, B. Bào mòn lớp đất trên mặt tạo nên đất xám bạc màu, C. Tạo nên các hang động ngầm, suối cạn, thung khô, D. Tạo nên hẻm vực, khe sâu, sườn dốc. Chọn đáp án C. Tạo nên các hang động ngầm, suối cạn, thung khô. Câu 20. Chế độ nhiệt trong năm ở các địa điểm trên lãnh thổ nước ta có đặc điểm A. Có dạng một cực đại và cực tiểu, B. Có dạng hai cực đại và hai cực tiểu, C. Ở miền Bắc có dạng một cực đại và một cực tiểu, miền Nam có dạng hai cực đại, hai cực tiểu, D. Có dạng hai cực đại và một cực tiểu. Chọn đáp án C. Ở miền Bắc có dạng một cực đại và một cực tiểu, miền Nam có dạng hai cực đại, hai cực tiểu. Câu 21. Lãnh thổ Việt Nam là nơi A. Các khối khí hoạt động tuần hoàn, nhịp nhàng, B. Gió mùa mùa hạ hoạt động quanh năm, C. Gió mùa mùa đông hoạt động quanh năm, D. Giao tranh của các khối khí hoạt động theo mùa. Chọn đáp án D. Giao tranh của các khối khí hoạt động theo mùa. Câu 22. Gió mậu dịch, tín phong ở nước ta có đặc điểm A. Thổi quanh năm với cường độ như nhau, B. Chỉ xuất hiện vào các thời kỳ chuyển tiếp xuân, thu, C. Hoạt động quanh năm nhưng bị suy yếu vào các thời kỳ chuyển tiếp xuân, thu, D. Hoạt động quanh năm nhưng mạnh lên vào các thời kỳ chuyển tiếp xuân, thu. Chọn đáp án D. Hoạt động quanh năm nhưng mạnh lên vào các thời kỳ chuyển tiếp xuân, thu. Câu 23. Nguyên nhân chủ yếu làm cho gió mùa Đông Bắc có thể lấn sâu vào miền Bắc nước ta là A. Nước ta nằm trong vành đai nội trí tuyến, B. Nước ta nằm gần trung tâm của gió mùa mùa đông, C. Địa hình có dạng hình cánh cung đón gió. Để tất cả các ý trên. Chọn đáp án để tất cả các ý trên. Câu 24. Trong câu thơ Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông, Nguyễn Du, gió đông ở đây là A. Gió mùa mùa đông lạnh khô, B. Gió mùa mùa đông lạnh ẩm, C. Gió mậu dịch, tín phong. Để tất cả các ý trên. Hoa đào bắt đầu nở vào cuối mùa đông, lúc này là thời kỳ mưa phùn ẩm ướt ở miền Bắc. Chọn đáp án B. Gió mùa mùa đông lạnh ẩm. Câu 25. Thời tiết lạnh khô xuất hiện vào thời kỳ của mùa đông ở miền Bắc nước ta vào khoảng thời gian A. Đầu mùa đông, B. Giữa mùa đông, C. Cuối mùa đông, D. Đầu và giữa mùa đông. Chọn đáp án A. Đầu mùa đông. Câu 26. Thời tiết lạnh ẩm xuất hiện vào nửa cuối mùa đông ở miền Bắc nước ta là do A. Gió mùa mùa đông bị suy yếu, B. Gió mùa mùa đông di chuyển trên quãng đường xa trước khi ảnh hưởng đến nước ta, C. Ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ, D. Khối khí lạnh di chuyển qua biển. Chọn đáp án D. Khối khí lạnh di chuyển qua biển. Câu 27. Hoạt động của gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm A. Kéo dài liên tục trong 3 tháng, B. Kéo dài liên tục trong 2 tháng, C. Mạnh vào đầu và giữa mùa đông, bị suy yếu vào cuối mùa đông, D. Không kéo dài liên tục mà chỉ xuất hiện từng đợt. Chọn đáp án D. Không kéo dài liên tục mà chỉ xuất hiện từng đợt. Câu 28. Từ vĩ tuyến 16 độ Bắc xuống phía Nam, gió mùa mùa đông về bản chất là A. Gió mùa Tây Nam, B. Gió tín phong nửa cầu Bắc, C. Gió mùa Đông Bắc, D. Gió mùa Đông Nam. Chọn đáp án B. Gió tín phong nửa cầu Bắc. Câu 29. Hiện tượng thời tiết đặc sắc nhất vào thời kỳ mùa đông ở Bắc Bộ là A. Bão, B. Mưa ngâu, C. Mưa phùn, D. Mưa đá. Chọn đáp án C. Mưa phùn. Câu 30. Thời tiết của Nam Bộ nước ta vào thời kỳ mùa đông có đặc điểm A. Nắng, ít mây và mưa nhiều, B. Nắng nóng, trời nhiều mây, C. Nắng, thời tiết ổn định, tạnh giáo, D. Nắng nóng và mưa nhiều. Chọn đáp án C. Nắng, thời tiết ổn định, tạnh giáo. Câu 31. Gió Tây khô nóng, gió Lào là hiện tượng thời tiết đặc trưng nhất cho khu vực A. Đông Bắc, B. Tây Bắc, C. Bắc Trung Bộ, D. Nam Trung Bộ. Chọn đáp án C. Bắc Trung Bộ. Câu 32.
Hiện tượng thời tiết xảy ra khi gió Lào hoạt động mạnh là A. Khô nóng, B. Nhiệt độ cao, độ ẩm cao, C. Nóng khô với nhiệt độ cao, độ ẩm cao, D. Nhiệt độ thấp, độ ẩm thấp. Chọn đáp án A. Khô nóng. Câu 33. Mùa mưa của Nam Bộ và Tây Nguyên kéo dài. A. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, B. Từ tháng 1 đến tháng 6, C. Từ tháng 5 đến tháng 10, D. Quanh năm. Chọn đáp án C. Từ tháng 5 đến tháng 10. Câu 34. Lũ tiểu mãn ở miền Thủy Văn Đông Trường Sơn thường xảy ra vào A. Tháng 2, 3, B. Tháng 5, 6, C. Tháng 8, 9, D. Tháng 10, 11. Chọn đáp án B. Tháng 5, 6. Câu 35. Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu của một đối tượng địa lý kinh tế xã hội thì biểu đồ thích hợp nhất là A. Biểu đồ kết hợp, B. Biểu đồ cột, C. Biểu đồ miền, D. Biểu đồ đường. Chọn đáp án C. Biểu đồ miền. Câu 36. Loại đất chiếm diện tích lớn nhất vùng Đông Nam Bộ là Atlas trang 11, A. Đất ferrite trên đá Bá Đan, B. Đất phù sa sông, C. Đất phèn, D. Đất xám trên phù sa cổ. Chọn đáp án D. Đất xám trên phù sa cổ. Câu 37. Khu vực có khí hậu khô hạn nhất Việt Nam thuộc tỉnh Atlas trang 9, A. Sơn La, B. Nghệ An, C. Ninh Thuận, D. Bà Rịa Vũng Tàu. Chọn đáp án C. Ninh Thuận. Câu 38. Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 2010 đến 2014 theo bảng số liệu dưới đây, biểu đồ nào là thích hợp nhất? A. Tròn, B. Đường, C. Miền, D. Cột. Chọn đáp án C. Miền. Với bảng số liệu như trên, chúng ta chọn biểu đồ miền bởi vì trong câu hỏi có cụm từ cơ cấu và bảng số liệu có 4 năm. Câu 39. Cho bảng số liệu sau: lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm. Nguồn: sách giáo khoa địa lý 12, nhà xuất bản Giáo dục và Đào tạo, 2008. Dựa vào bảng số liệu trên, hãy xác định cân bằng ẩm là A. Tích giữa lượng mưa và lượng bốc hơi, B. Hiệu giữa lượng mưa và lượng bốc hơi, C. Hiệu giữa lượng bốc hơi và lượng mưa, D. Thường giữa lượng mưa và lượng bốc hơi. Chọn đáp án B. Hiệu giữa lượng mưa và lượng bốc hơi. Câu 40. Để thể hiện cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2010 và 2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Cột, B. Miền, C. Tròn, D. Đường. Chọn đáp án C. Tròn. Với bảng số liệu như trên, chúng ta chọn biểu đồ tròn bởi vì trong câu hỏi có cụm từ cơ cấu và bảng số liệu chỉ có 2 năm. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới ủng hộ kênh. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.